chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Nếu nói về độ nổi tiếng của các hãng máy tính trong dòng laptop gaming thì có lẽ MSI là cái tên để lại rất nhiều ấn tượng với người dùng. Mới đây, với sự đột phá trong tư duy và sự sáng tạo lấy cảm hứng từ chiếc kiếm Katana của Nhật Bản thì MSI vừa cho ra mắt chiếc laptop Katana GF66. Có lẽ rất dễ để bạn có thể thấy sự mạnh mẽ đến từ hiệu năng và tinh tế đến từ sự thiết kế. Hãy cùng mình vào video để khám phá nhiều hơn về chiếc laptop này nhé! Nhìn qua về tổng thể ngoại hình của máy, ấn tượng đầu tiên của mình là sự gọn gàng, thanh thoát. Dù đây là một chiếc laptop gaming, được lấy cảm hứng từ thanh kiếm Katana, họa sĩ người Nhật ông Nagano Toyoshi đã khéo léo tỉ mỉ thiết kế ra một chiếc laptop với những đường vát xé rất nghệ thuật, khiến nó không bị thô cứng như những chiếc laptop gaming khác. Với cân nặng chỉ 2,25kg và độ dày là 24,9mm thì nó không quá cồng kềnh khi di chuyển. Bạn vẫn có thể mang chiếc laptop này ra ngoài để học tập và làm việc thoải mái. Bao phủ toàn bộ vỏ máy là màu đen và logo MSI được đặt ở chính giữa mặt lưng để người dùng dễ dàng nhận diện được thương hiệu. Phần bản lề cũng được làm rất chắc chắn khi chiếc laptop này cho phép bạn gập mở được đến 180 độ. Bạn có thể thoải mái chia sẻ dữ liệu của mình cho người đối diện cũng như không lo gãy bản lề khi sử dụng. Màn hình của chiếc Katana GF66 này có độ rộng là 15,6 inch Full HD tấm nền IPS, độ bao phủ màu là 45% NTSC sẽ cho bạn chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét. Tần số quét lên đến 144Hz thì sẽ cho bạn trải nghiệm hình ảnh rất mượt mà. Với tần số quét này, dù bạn chơi game nào cũng sẽ không có bất cứ hiện tượng giật hay là lag nào cả. Bạn hoàn toàn có thể học tập, giải trí và làm việc trên chiếc màn hình này. Bốn cạnh được làm cực mỏng để tối đa diện tích cho màn hình, cho bạn có góc nhìn thoải mái nhất. Mặc dù là cạnh viền mỏng nhưng vẫn được MSI trang bị một camera HD để bạn có thể học tập và làm việc trực tuyến. Và là một chiếc laptop gaming nên ai cũng sẽ quan tâm đến hiệu năng đúng không? Khi sở hữu chiếc laptop này, bạn sẽ có bộ vi xử lý Intel Core i7 12650H với 10x16 luồng, tốc độ xử lý tối đa là 4.7GHz, 16GB DDR4, 512GB SSD. Với hiệu năng mạnh mẽ như vậy, sẽ giúp bạn xử lý mượt các tác vụ văn phòng như là Word, PowerPoint, Excel và đăng nhập máy cực kỳ nhanh chóng. Bên cạnh đó thì chiếc laptop này còn được tích hợp các đồ họa NVIDIA RTX 3050 Ti để bạn có thể thoải mái chỉnh sửa hình ảnh, dựng video trên các phần mềm như là Photoshop, AI. Không những vậy, bạn còn có thể chiến mượt các tựa game yêu cầu cấu hình cao, nặng đồ mà không có bất kỳ hiện tượng giật lag nào. Nhìn tiếp đến phần mặt si, bạn sẽ thấy ngay thiết kế đặc trưng của MSI với bàn phím tiêu chuẩn mà khi nhìn vào thì ai cũng biết đây là laptop của MSI. Phím bấm vuông vắn, hành trình phím sâu tạo cảm giác gõ rất mượt mà, đầm tay. Khung bàn phím rất chắc chắn, vậy nên khi gõ sẽ không gây ra hiện tượng flex nào cả. Phần touchpad cho cảm ứng đa điểm khiến những cú di chuột của bạn vô cùng mượt mà, bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó mà không cần chuột rời. Điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn trên chiếc MSI Katana GF66 này đó là phần tản nhiệt. Tất nhiên, đây cũng là một trong những phần mà ai mua laptop gaming cũng rất quan tâm. Chiếc laptop này được MSI trang bị hệ thống tản nhiệt Coolerbook 5 chuyên dụng cho CPU và GPU với 6 ống dẫn nhiệt. Các khe tản nhiệt được đặt ở xung quanh viền máy, giúp tối ưu khả năng tỏa nhiệt và làm mát nhanh chóng cho máy. Nhờ vậy, chiếc laptop này có thể bung hết được hiệu năng để bạn sử dụng vào mọi nhu cầu cá nhân. Khi sở hữu chiếc laptop này, bạn sẽ không thiếu bất cứ cổng kết nối nào, bao gồm hai cổng USB Type-A 3.2, một cổng USB Type-A 2.0, một cổng USB Type-C, một cổng mạng LAN Zuri 45, một cổng HDMI, một jack cắm tai nghe để bạn có thể thoải mái kết nối hay là truy xuất với các thiết bị ngoại vi. Tổng kết lại thì MSI Katana GF66 không chỉ là sự sáng tạo về ý tưởng thiết kế mà hiệu năng cũng vô cùng mạnh mẽ với Intel Core i7 12650H. Cân nặng khá vừa phải cho một chiếc laptop gaming thì bạn có thể mang đến mọi nơi để làm việc và giải trí. Giá lại đang cực kỳ tốt tại An Phát nên mình sẽ để link ở phía dưới cho bạn nào quan tâm đến mẫu laptop này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.